Xin chào thầy các bác yêu hoa lan nhé. Hôm nay em này lên những cái giỏ lan rất là đẹp. Đầu tiên xin chúc các bác một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Và hôm nay là một ngày trọng đại của đất nước. Hôm nay là một ngày chuẩn bị tiễn đưa bác Trọng lên đường. Thì em cũng hoan hỉ sẽ tri ân tất cả mọi người. Em bán những cái giỏ lan này hôm nay sẽ bao ship toàn phần nhé các bác nhé. Thì các bác nào yêu và quý những sản phẩm nào thì các bác thể chốt và em sẽ bao ship tất cả các đơn hàng nhé. Đầu tiên đây các bác là một giò đùi gà tròn Lai Châu, gần như là 100% là thân hoa nhé. Một giò đùi gà tròn như này nhé. Bắt đầu sưu tầm đùi gà tròn thì cái dòng này mặt hoa của nó rất là đẹp luôn. Riêng đùi gà tròn Lai Châu nhé, mặt hoa của nó tuyệt vời luôn nhé. Mã số 1 nhé, 400.000 đồng cho mã số 1 đùi gà tròn Lai Châu nhé. Cho mã số 1. Số 2 nhá. Giò này cũng rất nhiều thân, thân cũng nhiều như thế luôn nhá. Mã số 2 cũng 400.000 đồng cho mã số 2. Số 3 nhá. Giò này thì nhiều thân hơn này. Mã số 3 này, nhiều thân hơn, thân này không dài lắm. Mã số 3 cũng 400.000 đồng, đùi gà tròn Lai Châu nhá. Tiếp theo nhá, em lên các bác một giò kiều vuông ghép lũa nhá, rất là đẹp luôn nhá. Mã số 4 nhá, kiều vuông nhá. Bác nào yêu giò này thì 300.000 đồng cho mã số 4 kiều vuông nhá, 300. Số 5 nhá, giò này thân to lắm này. Số 5 cũng là một giò kiều vuông. Đây là kiều vuông rừng các bác nhá. Hàng rừng bóc về và ghép, không phải hàng gieo hạt đâu. Mã số 5 nhé, 280.000 đồng kiều vuông cho mã số 5. Số 6 nhé, mời bác đến với một dòng nhạn 4L VIP vềm vịp nhé. Lá như thế này cơ mà các bạn này. Lá úp thìa như này cơ mà. Đấy, lá cực kỳ là đẹp, chất luôn nhé. Mã số 6, 650.000 đồng. Nhãn 4L nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 cặp lá nhá. Cái lá gần gốc này nó lỗi một tí tí. Mã số 6 bác nào yêu thì bố ở 650.000 đồng. Nhãn 4L nhá. Cái dòng nhãn 4L thì hoa nó quá VIP. Đây cây này cũng VIP này các bác này. Đấy. Rụt dịp vào các bác, rụt dịp vào nhá. Đấy các bác nhìn nó rụt dịp chưa? Mã số 7 nhá, cũng 650.000 đồng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cũng 10 cặp lá nha. 650.000 đồng. Mã số 8 nhá. Cũng một giò nhạn 4L. Cũng xếp rụt dịp vào này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cây này 11 cặp lá nha. 650.000 đồng. Cho mã số 8. Tiếp theo nhá, em lên một cây trồn cực kỳ là đẹp nhá. Trồn Lai Châu với nhá. Dòng này thì thực sự là nó rất là chất, 1 2 3 4 5 6, 6 cặp lá VIP như này nhá. Trồn Lai Châu. Lá rất là lá này nói chung là ngắn nhá. Mã số 9 nhá, trồn Lai Châu 450.000 đồng cho mã số 9. Tiếp theo nhá, mà bác đến một giò cừu bảo tiên nhá. Mã số 10, cừu bảo tiên 350.000 đồng. Dòng này cực kỳ là hoa, cực kỳ là thơm các bác nhá. Hoa đã thơm thì lại còn đẹp, hoa tím đỏ nhá, hoa đỏ luôn nhá. Hoa dòng này thì quá thơm, quá bền. Mã số 10 nhá, 350. Còn đây là tam thất đen nhá, một sản phẩm cực kỳ là tốt cho sức khỏe. Đấy, bác nào mà hay bị những căn bệnh hiểm nghèo, các bị những căn bệnh hiểm nghèo và sử dụng sản phẩm này cực kỳ tốt này. Cái này bóc vỏ ra nó sẽ đen đen. Đấy. Cái này bác thể ngâm rượu, ngâm mật hoặc là nấu với canh xương, canh gà, hầm với các loại thịt đều rất là tốt. Và đặc biệt là các bác nấu canh thì ăn nó rất là ngon luôn. Hơi ngâm ngâm đắng nhưng mà nó cực kỳ là ngon. Rất là bổ nhá. Mỗi bữa các bác chỉ cần sử dụng một cái đầu nó như thế này cho em là được thôi. Bằng ngón chân cái là được nhá.
là được 4 người ăn. Em chia sẻ với bác là 900.000 đồng trên 1 kg nhé, tam thất đen nhé. Sản phẩm này giả đanh rồi. Đấy, dân lấy về, mỗi hôm lấy về được có vài lạng thôi. Thì em chia sẻ với bác. Bác nào cần thì số 11 nhé, một giò cửu bảo tiên nữa nhé, cũng 350.000 đồng. Cho mã số 11 cửu bảo tiên. Số 12 mà bác đến một dòng cáo Lai Châu nhé, một đặc sản của Lai Châu này. Cáo Lai Châu là cái dòng này là hoa của nó vừa tím vừa thơm, hoa nó vừa dài nhá. Mã số 12 bác là sưu tầm dòng này, cây này lá ngắn lá to này. Lá ngắn lá to này. Hai cây này. Mã số 12 250.000 đồng. Cáo Lai Châu coi nhá. Cho mã số 12. Số 13 nhá, mời bác đến một siêu phẩm trồn Lai Châu nhá. Đấy. Cây này là gần tròn nhá, lũa này. Lũa trong là cắt chữ V nhá. Bác nào sưu tầm trụ này thì 1.300.000 đồng nhá. Cho mã số 13 trồn Lai Châu. 3 6 9 12 15 cây. Rồi là 15 cây nhá. Mã số 13 1.300.000. Số 14 nhá. Một trụ tam bảo sắc Lai Châu cái này đấy nhá. Rất là nhiều cây. Cây rất là xếp đẹp này. Xếp đẹp nhá các nhá. Mã số 14 550.000 đồng. Tam bảo sắc Lai Châu các bác nhá, hoa trắng tím. Số 15 nhá là một giò kiều dẹt nhá. Kiều dẹt mã số 15, giò này nhiều thân phết này. 350.000 đồng cho mã số 15 kiều dẹt nhá. Cái dòng kiều dẹt này thì nó hơi đắt một tí các bác nhá. Nói chung là nó đắt chung. Hoa thì đẹp. Bởi vì dòng này nó hiếm nên là nó vẫn cứ đắt các bạn. Cho mã số 15. Số 16 nhá, một giò phi điệp vàng nhá, đang bắt đầu. Đây như thân này đang bắt đầu lụ này. Đang sưng lụ này. Sưng lụ. Rồi đang sưng lụ nhiều. Em đếm bao nhiêu thân nhá? 1 thân này. 2 thân, 3 thân. 4 thân, 5 thân, 6 thân, 7 thân. Đang có 7 thân dài nhá. Thân dài nhất khoảng 1m2. Bác nào sưu tầm giò này thì 480.000 đồng nhá. Phi điệp vàng nhá. Phi điệp vàng thì hoa của nó quá là đẹp các bạn. Đây đang bắt đầu sưng lụ rồi. Sưng lụ nhiều. Như thân này là đang bắt đầu lụ rồi nhá, lụ bằng đầu đũa rồi nhá. 480.000 đồng cho mã số 16 nhá. Số 17 nhá, mời bác đến một giò quế. Giò này đang có 15 lụ nhá, đang rất nhiều lụ nhá. Mã số 17 bác là sưu tầm rồi thì 3 triệu đồng nhá, quế trắng tháng 8 nhá. Đang rất nhiều lụ nhá. 3 triệu đồng đang có 15 lụ nhá. Đây. Bằng giớn này. Ủa tỏa lắm. Mã số 16 nhá, là một giò kiều dẹt đấy nhá. Mã số 16. 500.000 đồng cho mã số 16 kiều dẹt nhá. Mười bảy này, một giò kiều vuông nữa này. Mã số 17 220.000 đồng. Kiều vuông cho mã số 17 các bác nhá. Mười tám nhá, một giò quế lá nhăn như này nhá, đang có hai vòi hoa dài này. Mã số 18 quế lá nhăn nhá. Đấy, có 4-5 lá lá nhăn tít rồi.
cây con nó đang nhăn nhá, cây con đang nhăn nhá. Mã số 18 bác là yêu giò này thì 2.300.000 đồng nhá, quế nhăn nhá. Mã số 18. Số 19 này, một giò tam bảo sắc cực kỳ đẹp này nhá. Bác là sưu tầm giò này thì 450.000 đồng cho mã số 19. Tam bảo sắc đây trông, hoa trắng tím đấy. Hoa cực kỳ là thơm. Số 20, một giò tam bảo sắc nữa. Mã số 20 bác lấy yêu giò này thì đang có 1, 2, 3, 4, 5 cây. 5 cây, tam bảo sắc Lai Châu nhé. 220.000 đồng. Mã số 20. Số 21 là một giò thanh đạm sữa nhé. Giò này đang rất là nhiều vòi hoa này. Mã số 21 bác là sưu tầm giò này thì 180.000 đồng. Thanh đạm sữa nhé. Đây hoa này đây, hoa thơm mùi sữa cực kỳ thơm luôn nhá. Mã số 21. Số 22 nhá, một giò kiều trắng to đúng này nhá. Đang rất nhiều mầm gốc nhá. Giò này đang rất nhiều mầm gốc luôn, bác nào sưu tầm giò này thì 1 triệu đồng nhá cho mã số 22. Kiều trắng tinh nhá. Hai mươi ba là một giò sóc này, cây rất là xếp luôn và hoa dòng này thì cực kỳ là tím rồi. Mã số 23, 750.000 đồng, sóc tím các bác nhá. Mã số 24 nhé, là một giò kim điệp mắt đỏ 350.000 đồng, dòng này thì nói chung nó hiếm nên giá khá đắt. 350.000 đồng mã số 24, kim điệp mắt đỏ. Số 25 nhé, là một giò kiều mỡ gà nhé, 300.000 đồng cho mã số 25, kiều mỡ gà. Số 26 nhá, một giò tam bảo sắc Lai Châu nữa này. 250.000 đồng mã số 26. Tam bảo sắc Lai Châu. Hoa trắng tím cực kỳ đẹp luôn nhá. Số 27 nhá, một giò long tu đá xin hồ cao Lai Châu nhá. Mặt hoa dòng này thì rất là tím luôn. Mã số 27, 450.000 đồng, long tu đá xin hồ cao nhá các nhá. Mã số 27. Theo nhá, em có một cái sản phẩm phải nói cực kỳ tốt cho sức khỏe các bác. Phải nói cái sản phẩm này nó quý như vàng luôn các bạn. Bác nào mà bị dạ dày đại tràng thì các bác sử dụng cái sản phẩm này thì nó là quá là tốt luôn. Bác nào mà mới bị chỉ cần sử dụng một gói này thôi đã tịt rồi. Bác nào mà bị lâu thì dùng từ 3 đến 5 gói cho em thì tịt luôn. Cái này là dạ dày đại tràng LTD các bác nhá. Một sản phẩm thì nó đã rất nổi tiếng và ở trên thị trường rồi. Có mã vạch chi quét sản phẩm nhé, nguồn gốc sản phẩm xuất xứ đấy, nên các bác yên tâm là sản phẩm là có thương hiệu nhé, nên các bác sử dụng sản phẩm này rất là tốt. 300.000 đồng trên một gói nhé. Và bên em vẫn chia sẻ đó là mật ong rừng, đó là nhưng mà đây nó là mật ong đắng nhá. Cái con ong đắng này là cái con ong đi hái thuốc các bạn. Bác nào bị da dày đại tràng ho hen các bác sử dụng cái sản phẩm này cho em cực kỳ là tốt, bởi vì mật ong đắng này là nó, con ong nó chuyên đi săn cái hoa thuốc phiện đấy, nó về nó sản sinh cái mật này cực kỳ là tốt. 700.000 đồng trên 1 lít này quá nhá, 1 lít mật ong đắng nhá. Còn các bác nào sử dụng cái mật ong khoái này thì 300.000 đồng trên 1 lít nhá, mật ong khoái nhá, 300.000 đồng 1 lít. Đấy, mật ong khoái như này. Còn các bác nào muốn lấy cả tổ cũng được nhá, tổ này nó rơi vào 3 kg, 220.000 đồng trên 1 kg nhá, tổ ong khoái nhá. Tổ này là 3,5 cân nhá. 3,5 cân, 220.000 đồng trên 1 kg, 3,5 cân nhá.
Một cái sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe nữa đó là viên hoàn hà thủ ô nhé. Cái này thì nhà em tự làm và chia sẻ các bác là 200.000 đồng trên lửa kg nhé, và 400.000 đồng trên một cân cân đấy, viên hoàn hà thủ ô nhé. Còn một sản phẩm nữa cực kỳ là tốt này, đây là muối ngâm chân các nhá, muối ngâm chân. Bác nào mà gia đình có người già, người ốm yếu, rồi người nào bị tê, bị chân tay đau nhức xương khớp thì các bác lên mua cái sản phẩm muối ngâm chân này và sử dụng cho các bác. Lấy nước ấm khoảng tầm 450 độ, các bác pha ra và ngâm chân vào đó, nó rất là tốt, nó điều hòa cái máu, điều hòa khí huyết cho mình cực kỳ là tốt nhé. 90.000 đồng trên một gói, một lọ này là 500g các bác nhá, 90.000 đồng. Còn sản phẩm nữa rất là tốt này, cây lá mát gan nhé. Cây lá mát gan, bác nào mà bị gan thận yếu kém rồi thì lóng trong người, bác sử dụng cái cây lá mát gan này nhé. Nó sẽ đào thải những độc tố trong cơ thể ra và nó sẽ điều hòa cái nội tạng của mình cực kỳ là tốt nhé. 120.000 đồng trên một thang này 1kg nhé, cây lá mát gan. Ngoài ra bên em có cái sản phẩm cực kỳ đặc biệt đó là thuốc lam đặc trị về đau nhức xương khớp, đau mỏi vai gáy và tê bì chân tay. Bên em đã rất nhiều bác sử dụng cái sản phẩm này và rất là nhiều bác đã khỏi rồi nhé. 150.000 đồng trên một thang này nhé. Và một liệu trình thì dùng từ 3 đến 5 thang tùy theo thể trạng của bác. Bác nào mà bị lặng thì sẽ sử dụng liều lặng dần lên. Bác nào mà bị nhẹ thì sẽ sử dụng cái liều bình thường này, nó sẽ rất là ok nhé. 150.000 đồng trên một thang các bác nhé.